Xin chào các bạn đã quay lại với kênh của Trình. Thì hôm nay Trình sẽ giới thiệu tool Octodine version tiếp theo đã được cập nhật và một số tính năng mới so với version trước. Thì chỉ có thể dim 2 dòng, bây giờ thì tool Octodine có thể dim 3 dòng và có những cái ứng xử phù hợp với vật thể. Ví dụ với cái block này, đây là một block, thì các đường beam sẽ tự động tạo ra và nó sẽ bỏ qua những điểm số lẻ. Ví dụ như từ đây qua đây nó lẻ thì nó sẽ bỏ qua, và nó sẽ biết được là ví dụ như ở đây chỉ có 2 điểm thì nó sẽ ghi một đường dim duy nhất, có 2 dim trở lên thì nó sẽ có một đường dim tổng, và những cái khoảng cách mà nó chẳng thì nó sẽ có một đường dim ở giữa nữa. Ví dụ với cái khối này đó, thì ở đây nó sẽ có một đường dim, có 2 đường dim, mà ở bên này và bên này nó sẽ có 3 đường dim, và đường dim này nó sẽ lấy những khoảng lớn hơn và chẵn. Cái bắt buộc nó là cái chẵn, nghĩa là trong khoảng này nó sẽ cộng dần dần, khi nào đến số chẵn thì nó mới chốt. Còn ví dụ những số chẵn liên tục thì nó sẽ gom 2 cái lại để cho một cái dim tổng đó. Và ở những vị trí mà khoảng cách nó nhỏ thì cái tool này cũng tự di chuyển cái tết của đường dim xuống. Đây mình chạy nó hơi lớn nên là về ngày 90 nó cũng đi xuống, 195 nó cũng đi xuống. Ví dụ như ở đây cần nó liên tục. Nó sẽ lấy những điểm chẵn, còn những điểm lẻ thì bỏ qua, và cái khoảng này nó sẽ nhảy lên nhảy xuống nếu mà nó không đủ chỗ, còn nếu nó đủ chỗ thì nó vẫn sẽ đi thẳng một đường. Cái điểm này nó bỏ là vì cái khoảng cách này mình chỉnh cho nó không nhận cái khoảng cách lẻ. Dù ở đây 47 nó sẽ không nhận số lẻ, nhỏ hơn 50 nó sẽ không nhận. Mình cho nó 45, năm nó cũng không nhận. Chứ chẳng mơ gì không nhận. Và số 18 thì nó sẽ nhận. Mình để cái độ dày của cái tấm từ 18, số chia hết cho 6 thì nó sẽ nhận. Mình để 42,
cho nên mình để 50. Đó, thì số chia hết cho 6 nó sẽ nhận. Và nó sẽ nhảy lên nhảy xuống để cho vừa cái chữ. Nó sẽ biết được là cái nào cần 3 đường, cái nào cần 2 đường, cái nào cần 1 đường. Nó sẽ không có tình trạng là cả 2 đường bằng nhau như vậy nữa. Đó. Cái lần trước là nó bị tình trạng này, còn cái trình này nó không bị gì nữa. Nhưng đây nó cũng chỉ lấy 1/3 thôi, nghĩa là từ khoảng này đến khoảng này nó chỉ lấy khoảng 1/3, cho nên là những cái điểm nằm đây nó sẽ không nhận được. Còn ví dụ mình muốn nhận thì mình sử dụng lệnh, mình sẽ chỉnh thêm một cái lệnh là chọn vùng. Và cái này nó lẻ nên nó vẫn không vào, không vô vị trí. Nó lẻ so với cái này. Đó, 21. Cái này nó sẽ bị bỏ. Điều chỉnh là thành 24. Nhìn lên chọn vùng nó sẽ nhận hết những cái điểm này. Và cái cải tiến nữa là nó chỉ lấy cái điểm gần nhất, nghĩa là nó không bị tình trạng lấy điểm này hay lấy điểm này, thì nó sẽ lấy cái điểm gần nhất. Đó. Cái trong vùng này nó vẫn không bị hai đường giống nhau. Mình cần thêm một chút xíu. Ở chỗ điểm tổng, cái này chính là cái điểm tổng. Đây mình sẽ để nó chỉ có 2 điểm, nó lớn hơn 2 điểm thì nó mới thực hiện điểm tổng, còn nếu nó bé hơn 2 điểm thì nó sẽ bỏ qua. Tổng cho cái điểm với cái cổ. Đó, không một đường, cả hai điểm nó sẽ không có thêm cái đường điểm tổng.
nó sẽ nó lên nó xuống tới khi nào mà nó bự thì nó sẽ không nhảy. Đây mình đang để kích thước nó hơi lớn. Mình đang để nó hai lần chữ cao chữ. Mình sẽ hỏi 1.6 là được. Đó. Rồi mình sẽ chia sẻ tin này trên kênh YouTube luôn. Người thích thì sử dụng. Hôm nay mình giúp các bạn nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn và các tin mới tiếp theo.